nhiều bạn cứ làm cái phòng khách tướng ra, trong cái bếp cái phòng ngủ thì bé tí, mà trong khi đó phòng khách của bạn để làm gì đâu, đúng không ạ? Mấy thằng bạn đến đấy tiếp mấy ông thu tiền điện tiền nước rồi mấy ông tổ trưởng dân phố. Nếu như mà xét về yếu tố phong thủy, tức là khi mà xây một căn nhà thì chúng ta cần phải lưu ý những cái điều cơ bản như sau. Cái điều thứ nhất đó là cái thời điểm năm làm nhà, hay có thời điểm làm nhà. Thế thì để bạn nắm được cái thời điểm làm căn nhà của bạn thì các bạn cần phải cung cấp những thông tin. Một là cái tọa hướng, cái hướng nhà mà bạn dự kiến xây là hướng gì. Cái điều thứ hai nữa là cái tuổi của bạn là ra sao. Bạn nắm được cái yếu tố thứ nhất. Yếu tố thứ hai là cần bạn lại xác định tiếp theo nữa là cái vị trí của căn nhà trên cái sảnh đất. Trong kiến trúc người ta gọi là vị trí chiếm đất ở căn nhà ấy, nó bố trí như thế nào để mà lấy cổng cửa rồi phù hợp với địa hình địa vật xung quanh. Tức là chúng ta phải đánh giá xem mà những cái chỗ đất rộng mình gọi là lập hướng gì đấy. Đúng không? Để đánh giá trên một mảnh đất lớn mà. Chỗ này nên quay về hướng đông hay quay về hướng nam hay là quay đông nam. Nhưng mà cả chúng ta nói về nhà liền kề thì tất cả có một hướng rồi đúng không? Thế thì năm nay có nên khởi công hay làm hay không? Thì chúng ta nói từ yếu tố đầu tiên là yếu tố về thời điểm. Yếu tố thứ hai là nói về yếu tố về lập hướng. Thì căn cứ vào địa hình địa vật, căn cứ vào tuổi của các thành viên trong gia đình để mà xác định lập cái phương hướng nào để nó phù hợp với cả điều kiện tự nhiên, cái ngoại khí ở xung quanh và sau đó nó phù hợp với các tuổi thành viên trong gia đình. Yếu tố thứ ba là người ta bắt đầu là các bạn cần phải quan tâm đến đó là cái phần thiết kế cho căn nhà đấy. Thiết kế phong thủy cho căn nhà đấy hay thiết kế kiến trúc cho căn nhà đấy. Tại vì như là ở Phong Thái Nguyên là chúng tôi là làm luôn cả thiết kế kiến trúc. Tức là bên tôi làm luôn cái thiết kế kiến trúc. Cho nên ra là tức là có một phòng kiến trúc riêng để mà thực hiện cái việc đấy. Thế thì cái quy trình làm của chúng tôi như là đầu tiên là chúng tôi sẽ trên cái tổng thể thành đất của các bạn, tôi xác lập các công năng, rồi tôi sẽ trao đổi công năng với kiến trúc sư, rồi tôi sẽ xây dựng ra cái mặt bằng công năng cho các bạn. Chủ trì sẽ đứng ra để làm việc đấy, rồi làm các thuyết minh về kiến trúc, thuyết minh về phong thủy, rồi thuyết minh về yếu tố văn hóa trong căn nhà. Thế thì bây giờ chúng ta quay trở lại, tức là yếu tố đầu tiên là bác sĩ phương hướng xong xong bắt đầu các bạn thứ hai đâu cần cần xác định cái thiết kế. Tôi muốn nói cái điều này rất là quan trọng. Chúng ta làm căn nhà như bây giờ ấy, nhỏ nhỏ ít ít thì cũng một vài trăm triệu, lớn lớn thì một vài tỷ đến vài chục tỷ đồng, đúng không ạ? Thì trong khi đó thì cái giá trị của những kiến trúc sư và giá trị của những chuyên gia phong thủy hay là những giá trị những chuyên gia về xây nhà, người ta rất có kinh nghiệm và điều đấy là rất là quan trọng. Ví dụ như là một kiến trúc sư họ đã từng vẽ hay họ đã từng trải qua thiết kế đến cả nghìn căn nhà. Những cái người thợ xây, người ta những cái công ty xây dựng hay những cái đội về xây nhà trọn gói hay là những cái đội nào mà người ta đã làm đến cả nghìn cái nhà rồi. Thì chắc chắn là kinh nghiệm hơn bạn. Vì nghĩa là chuyên gia trên lĩnh vực đấy. Và khi người ta, bà bất kỳ ai cũng thế, về cái tâm lý, cái ngã hay là cái tôi cá nhân của họ hay cái siêu hình của trong bản thân họ ấy, thì họ luôn luôn là mong muốn là cái sản phẩm của mình nó là tốt nhất. Vì họ phải khẳng định cái tôi của mình. Cho nên là bạn nhờ các đơn vị chuyên gia làm việc này rất là tốt. Và cái điều và cái việc tốt đó nó sẽ thể hiện thông qua cái bản thiết kế. Thông qua bản thiết kế. Do là cái của ở Việt Nam chúng ta biết rằng là đúng không ạ, là chúng ta là giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cho nên chúng thích dùng nhà để dùng đúng không? Cơ bản đúng tiêu chuẩn đúng tỷ lệ nhà nước là được đúng không? Cho nên các bạn thiết kế cái nhà thì mang nhiều style và nhiều phong cách. Như nước ngoài ấy thì là không được quyền sử dụng cho nên nhà giống hệt nhau. Nhưng mà mình rất nhiều kiểu, cho nên là khi các bạn đưa được cái phong cách của bạn vào trong cái căn nhà này, rồi thứ hai nữa là bạn phải trao đổi với họ để bạn có được xây dựng được cái công năng và hiểu biết thêm về cái việc mà xây dựng một cái công năng như thế nào trong nhà cho phù hợp. Nhiều bạn cứ làm cái phòng khách tướng ra, trong cái bếp cái phòng ngủ thì bé tí, mà trong khi đó phòng khách của bạn để làm gì đâu, đúng không? Mấy thằng bạn đến đấy tiếp mấy ông thu tiền điện tiền nước rồi mấy ông tổ trưởng dân phố. Hãy